Đó, trượt lại lại bên này này được nè. Bên này này, bên này lại nè. Bây giờ nối cái và cắt treo bên kia ha. Cắt treo này cho mình đi xuống. Nối và cắt treo bên kia. Đây núi đó ha. Đây nó tuyết rất là nhiều. Trên này hôm nay trời nắng mà nó cũng thời tiết là ok, không có mưa, không có tuyết rơi, tuyết cỡ này là đúng là thời tiết đẹp để mình được đi chụp tuyết đó. Trên này nguyên một khoảng mênh mông để mình trượt tuyết xuống ha. Càng đi lên trên núi cao nè. Đây người ta ông già này ông đi trượt đi xuống nè. Đây có dân trượt đây. Dốc cao càng lên chỗ này dốc nó càng cao, dốc đây cao lắm. Cái này chắc mình phải trượt từ từ xuống chứ té nên. Lâu rồi không trượt được cái cổ chân mình nó hơi bị cơ cứng lại đâu. Đây chắn treo thì nó ngồi lơ lửng đây, nó không có cái chắn ngang ở đây ha, không có chắn ngang ở đây. Đây nó cũng độ thấp không cao, rơi xuống chắc là chân nó cũng hơi đau nữa. Khu trên này đó, từ đây thấy trượt xuống là phê lắm đó, cao hẳn lên trên kia rồi ha. Ngồi trên mình không thấy dưới luôn, cao quá trời cao à.
treo này không nghĩ tặng, có thể ít quá lên hẳn trên treo. Cáp treo đang bị sự cố, nó dừng lại, đang phải dừng lại. Càng lên trên cao nó càng lạnh đúng không? Hôm nay ấm nhưng mà nó lạnh hơn ở dưới không? Mình chưa có cảm giác trượt chân đó, nên là cái cổ chân nó hơi bị đuối. Cái cáp treo bên kia có vẻ thấp á, cáp treo bên kia thấp á, dành cho bên kia không có một cái cáp treo đó. Đó, đây một cái cáp treo. Cáp treo trên kia nữa, cáp treo trên này nó có vẻ khó đi hơn.